Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với phim trường Thời tiết cùng chị Phương Ly. Thời tiết Nam Bộ sáng nay còn se lạnh, thế nhưng đến chiều thì lại nóng rồi. Không biết nhiệt độ cụ thể ra sao vậy chị? Dạ vâng ạ, nhiệt độ ở Nam Bộ thì đang có sự chênh lệch lớn ở trong ngày. Như là tại Cao Lãnh và Cần Thơ thì nhiệt độ vào sáng sớm và trưa chiều thì chênh lệch tới 9 độ C. Thậm chí là ở miền Đông Nam Bộ như là Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa thì nhiệt độ còn chênh tới hơn 10 độ C. Sáng sớm thì khá là lạnh và chiều thì lại nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy thì vẫn sẽ còn duy trì. Đêm nay và sáng sớm mai ở khắp Nam Bộ thì vẫn sẽ cảm nhận được tiết trời lạnh, khi mà nhiệt độ hạ xuống chỉ còn là 21 cho đến 23 độ C, kèm theo đó là gió đông bắc thổi cấp 2, cấp 3. Lạnh đến khoảng 8 giờ sáng, sau đó thì nắng lên liên tục và nhiệt độ cũng tăng nhanh. Cao nhất trưa chiều mai tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và hầu khắp các nơi khác cũng sẽ phổ biến với mức nhiệt là 32 cho đến 34 độ C. Thời tiết thay đổi nhanh chóng như vậy trong một ngày thì quý vị chú ý chúng ta bảo vệ sức khỏe, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Trên thành phố đảo Phú Quốc, chênh lệch nhiệt ít hơn do là có biển bao quanh. Thấp nhất đêm nay là 25 độ và cao nhất sáng mai sẽ là 32 độ C. Trời thì không mưa và ban ngày thì sẽ có nắng đẹp. Chuyển sang thời tiết trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang ít mưa, gió ở đây cấp 5. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi thì vẫn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.